Chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Bà Thảo Bến Tre của mình nha các bạn. Thì nãy mấy ông anh mình ổng đang đắp cái đường đi ở bên vườn các bạn. Cái đường đi có chung nha, rồi sẵn ổng tác Dũng luôn, ổng kêu mình qua quay phim chơi. Bây giờ mình quay cho các bạn xem nha. Đắp đường, bắt cá, tác Dũng nha. Rồi các bạn theo mình nha các bạn. Quay à? Mời mày lên YouTube mày lãnh mày. Lươn nha bạn, lươn đó, hay quá, một con lươn luôn. Có không vô sâu quá à, mấy anh ơi, con lươn này lươn nuôi rồi phải không? Thiệt đó, nuôi tao mới bắt chứ mương tao thải là mình nuôi, anh nói chị chứ buồn, hết chết buồn á. Nó vuột thì đây mấy ông anh mình tranh thủ lúc mà nghỉ chuyền bùng đỡ mệt á, để ông mấy ông đi bắt cá nha bạn, mấy ông đi quần để bắt cá này. Mấy ông anh mình ở khu vực này cũng thuộc dạng là siêu bắt cá nha bạn, mà không có con cá nào mà thoát khỏi tay mấy ông đâu. Đè lưới xuống đừng hả mò, đè lưới xuống đi. Thì bây giờ đến ông chú mình ra tay nha các bạn. Ông chú này ông cũng dạng là siêu sát cá đây nè. Cá nào đụng ông chỉ có chết thôi chứ không đường nào chạy thoát đâu bạn ơi. Đây ông đang rình mò, ông bắt con cá lóc đây. Hai ba ông vô giành giật đi. Đây. Đó, hả, hình như ông đã phát hiện ra nó hả gì bạn ơi. Đó. Chắc chắn là ông đã phát hiện ra nó rồi chứ không có đường nào, ông hay lắm, ông này ông bắt cá hay lắm. Mày chạy đâu cho thoát hả con? Rồi, chết với ổng rồi. Đó, một con cá lóc. Hay quá chú Sáu ơi. Giờ bắt đầu em nó mới châm thêm xăng cho máy nha bạn. Máy thì chạy nãy nó không có châm xăng vậy. Đó. Giờ bầu trời cũng tối thui rồi, thấy nó cũng rất nhiều hạt nè bạn. Đang thui nè, gió rồi thổi quá trời đất nè, gió thổi mấy cái đọt dừa siêu hết rồi bạn, chắc mưa sao mình không kịp đây chứ. Bắt cá bự đi. Bắn cá phi kìa mình. Để con láng nó chạy mất nữa giờ. Lấy cái rổ thả xuống đi. Cá phi vậy con. Chào mọi người nè Tấn Khang. Bắt cá lóc.
Giờ lắm á con. Rồi cột nó lại để bên hông nó đi Bình. Quấn quấn nó lại để bên hông nó đi. Chút tính. Buồn cá lắm. Mò đi, mò bắt đi. Cà phê nó vô trong ấy rồi, nó vô trong cái lưới rồi. Mận gì chú hai? Dạ thì chú bóc đám ra, chú kéo cho nó nhảy ù ơi. Trời ơi, tụ hình như đây nó còn đây mà mình ơi. Còn vậy? Bóc lần đây mà mẹ ơi. Cho trả đại cái đi. Trời ơi, lượm đi. Cho trả đại đi. Còn tâm tâm anh chắc. Vậy nó chạy ra, đang chạy ra. Nó chạy chút thôi. Ra xuống. Lấy cái tay mày Bình cho nó đâu dám động động, đâu dám ra. Ừ, lấy tay cho nó được. Rồi nhét đi. Cái chứ. Cậu lấy tay sợ cái mày anh thục vô. Nhét lại chú hai ơi. Sách cho con nước luôn đúng không? Cho con cá ấy ăn rất khỏe ăn rất. Trời đụng má cá lóc buồn cụm tay. Đồ mà cá lóc bắt nãy vừa chả không quay đụ mẹ quay lòng tông. Nãy anh không bắt, không bắt cho tôi quay mà. Bắt lại rồi quay lên. Ừ, chút tôi bắt lại quay gì đâu. Ông quay như gái tôi. Ông mồi cái cổ cái coi. Ông nội tất dũng là ông nhức ngôi gì hết. Mang cá lóc rồi đó. Tôi bắt con bự. Ông sáu con. Miếng mày ca ngay tay coi chừng đứt tay anh đừng. Vậy. Miếng mày ca ngay tay kìa. Đâu. Đây nè. Đâu mồi ngày đâu đó ai chứ. Mang ai vô. Mang vô rồi vậy. Thấy không? Công an vô mượn mẹ bữa nhậu thông chính đâu bẩn vô thôi bưng vô mẹ thôi cả đống luôn hả nhậu thôi nhậu hồi thở chích mẹ nhậu thiệt ghê chích mẹ lỡ đâu có chuyện gì xui 15 chai mà còn mang cái tội ngu nữa chứ này giấc đâu đây thôi thôi má này ghê quá mọ kia còn còn cá gì có lớn gì nè nhạn gần đâu cứ lặp bắt không nó đổ cứ và đây là thành quả của mấy anh em nha bạn. Nhiều đây với lại số cá bổi nữa được chiều nay là mấy anh em tôi có được một bữa nhậu nhẹ nhẹ đây nha bạn. Nếu các bạn thấy clip này hay thì các bạn cho mình xin một like nha. Các bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký nha bạn. Và chia sẻ để ủng hộ kênh của Thảo Bến Tre nha.